Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 15, câu 26 đến chương 16, câu 4. Một hôm, Đức Giêsu phán với các môn đệ: Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu. Thầy đã nói với anh em các điều ấy, để anh em khỏi bị vấp ngã. Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. Họ sẽ làm như thế, bởi vì họ không biết Chúa Cha cũng chẳng biết Thầy. Nhưng Thầy đã nói với anh em những điều ấy, để khi đến giờ họ hành động, anh em hãy nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi. Anh chị em thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các môn đệ trước khi Người về với Chúa Cha rằng Người sẽ sai Đấng Bảo Trợ, thần khí sự thật đến từ Chúa Cha. Đấng ấy chính là Thánh Thần, Đấng ngự xuống trên các tông đồ trong ngày lễ ngũ tuần để trao ban và sai các ngài đi làm chứng nhân cho Đức Kitô. Qua bí tích rửa tội và thêm sức, Người Kitô hữu cũng lãnh nhận Chúa Thánh Thần như các tông đồ lãnh nhận năm xưa. Nhưng chúng ta có thực sự để Chúa Thánh Thần tác động và hướng dẫn chúng ta không? Nếu chúng ta không có ơn của Chúa Thánh Thần, thì không ai trong chúng ta có thể theo Chúa Giêsu, và chúng ta sẽ gục ngã trước những khó khăn thử thách. Vì thế, vâng nghe Chúa Thánh Thần chính là lời mời gọi chúng ta chấp nhận từ bỏ cái tôi của mình, chấp nhận lội ngược dòng để được biến đổi như các môn đệ khi xưa. Việc biến đổi này được thể hiện bằng chính đời sống bác ái, yêu thương của chúng ta đối với tha nhân. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho chúng ta biết lắng động tâm hồn để lắng nghe được tiếng Chúa, ngõ hầu chúng ta biết nhận ra thánh ý Chúa trong đời sống hàng ngày. Amen.